Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch sáng nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm, với tỷ lệ giảm nhẹ là 0,05% khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, đứng ở mức 2.429 đô la Mỹ trên ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trở lại, giao dịch ở mức 103,23 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống giảm, đứng ở mức 58.815 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,946% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ, đứng ở mức 76,78 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong tuần vừa rồi, giá vàng thế giới khởi đầu tuần ở mức 2.440 đô la Mỹ trên một ounce, nhưng đã chứng kiến đà sụt giảm khi thị trường chứng khoán, tiền điện tử và các loại tài sản khác cùng giảm mạnh. Tuy nhiên, kim loại quý đã lấy lại được giá trị ngay lập tức và liên tiếp phục hồi mạnh mẽ khi căng thẳng chính trị leo thang. Giá vàng giao ngay thậm chí tăng lên mức 2.460 đô la Mỹ trên một ounce khi các nhà đầu tư vội vàng tìm kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, sau đó giá vàng nhanh chóng hạ nhiệt và đáng chú ý là có thời điểm giá vàng giao ngay giảm tới 60 đô la Mỹ trên một ounce chỉ trong vòng 2 giờ để thiết lập phạm vi giá từ 2.380 cho đến 2.415 đô la Mỹ trên ounce và duy trì trong suốt giai đoạn giữa tuần. Báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ tốt hơn dự kiến trong ngày thứ 5 tuần vừa qua đã mang lại sự lạc quan mới cho cả thị trường cổ phiếu và kim loại quý. Thông tin này đã đẩy giá vàng giao ngay trở lại vùng giá 2.430 đô la Mỹ trên một ounce trong những phiên giao dịch cuối tuần. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, với kết quả khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của hãng tin Kitco News cho thấy, hầu hết chuyên gia trong ngành đều dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này, trong khi phần lớn các nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng kim loại quý này sẽ tăng. Cụ thể, trong tuần này, với 10 nhà phân tích đã tham gia khảo sát của Kitco News, trong đó có 6 chuyên gia chiếm 60% dự báo giá vàng đi ngang, 40% còn lại tin rằng vàng tăng giá trong tuần này, và không có một ai dự đoán giá vàng giảm. Trong khi đó, 210 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến với các nhà đầu tư cá nhân. Các nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm lạc quan với 130 nhà giao dịch chiếm 62% kỳ vọng vàng tăng giá, 45 người khác chiếm 21% dự đoán giá vàng giảm, và 35 người còn lại chiếm 17% dự báo giá vàng đi ngang. Nhưng dữ liệu kinh tế nổi bật của tuần này có thể tác động đến thị trường vàng thế giới, đó là việc công bố chỉ số PPI của Mỹ cho tháng 7, dự kiến được đưa ra trong ngày thứ 3 là ngày mai 13 tháng 8. Tiếp theo là chỉ số CPI của Mỹ cho tháng 7 vào ngày thứ 4, ngày 14 tháng 8. Doanh số bán lẻ tháng 7 và đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ dự kiến công bố trong ngày thứ 5, ngày 15 tháng 8. Và số nhà khởi công và giấy phép xây dựng của Mỹ cho tháng 7 vào sáng thứ 6, ngày 16 tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Theo chuyên gia về vàng, ông Trương Vi Tuấn cho rằng, trong tuần này, từ ngày 12 cho đến ngày 18 tháng 8, sẽ có dữ liệu lạm phát tháng 7 của Hoa Kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng CPI dự kiến sẽ tăng khoảng 0,2% theo tháng và CPI lõi. Không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động cũng được dự báo sẽ tăng 0,2% trong cùng kỳ. Trên cơ sở hàng năm, lạm phát CPI toàn diện dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống 2,9% từ mức 3% của tháng 6. Với công cụ phép quát của Simmer cho thấy, thị trường đang định giá khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ phép cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 là hơn 50%. Trong trường hợp CPI lõi hàng tháng tăng cao hơn dự báo, các nhà đầu tư có thể đánh giá lại khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và hỗ trợ tức thì đồng đô la Mỹ gây áp lực lên vàng. Mặt khác, nếu CPI lõi bằng hoặc là thấp hơn kỳ vọng của thị trường thì đồng đô la Mỹ sẽ giảm, mở ra cánh cửa cho một đợt tăng giá khác của vàng. Vào ngày thứ năm tới đây là ngày 15 tháng 8, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 7. Nếu không có thêm điều gì thay đổi thì doanh số bán lẻ được dự báo sẽ tăng 0,3% theo tháng. Mặc dù dữ liệu này thường bị các nhà đầu tư bỏ qua, nhưng nếu số liệu thực tế khác xa với sự đồng thuận của thị trường, có thể tác động đến định giá của đồng đô la Mỹ trong thời gian tới. Nếu hoạt động bán lẻ tốt hơn đáng kể, có thể làm dịu đi mối lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ và gây áp lực lên vàng do đồng đô la Mỹ tăng giá. Ngược lại, tình hình bán lẻ yếu đi tại nền kinh tế hàng đầu thế giới là động lực cho vàng.
Bên cạnh các dữ liệu kinh tế, những người tham gia thị trường sẽ tiếp tục chú ý đến các tin tức xung quanh cuộc xung đột Iran và Israel. Về cơ bản, vàng vẫn luôn là một trong những tài sản được tìm đến khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Nếu xét kịch bản vàng thế giới tăng giá, vùng từ 2470 đến 2480 đô la Mỹ trên ao sẽ là vùng kháng cự đầu tiên trước mức tâm lý 2500 đô la Mỹ trên ao. Nếu giá vượt 2500 đô la Mỹ trên ao thì khả năng có thể tăng giá tiếp lên 2580 đô la Mỹ trên một ao sẽ là rất cao. Tuy nhiên, trong trường hợp giảm giá, có thể giá vàng thế giới sẽ được hỗ trợ để nằm trong khu vực từ 2410 đến 2400 đô la Mỹ trên một ao, thậm chí là 2370 cho đến 2350 đô la Mỹ trên ao. Như vậy là cho dù giá vàng trên thị trường thế giới sẽ điều chỉnh thế nào, trong biên độ có thể dự đoán thì với khả năng kiểm soát của ngân hàng nhà nước, thì giá vàng miếng trong nước chắc chắn sẽ không điều chỉnh nhiều. Tuy nhiên, thị trường vàng nhẫn có thể tiếp tục phản ánh sự dao động của thị trường thế giới. Và chủ yếu là sẽ theo hướng là giảm ít nhưng tăng giá sẽ nhiều hơn. Giá vàng nhẫn sẽ nhạy cảm hơn với đà tăng của vàng ngoại nhưng thường thờ ơ với bước điều chỉnh của thị trường và thế giới. Với kỳ vọng giá vàng cuối năm vượt vùng 2500 đô la Mỹ trên ao, giá vàng nhẫn được dự báo sẽ tiếp tục ở trạng thái tích cực. Và mục tiêu đầu tiên là lấy lại mức 78 cho đến 79 triệu đồng trên lượng. Quý vị và các bạn thân mến, chi tiết của bảng giá kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại khép lại phiên giao dịch cuối tuần vừa qua đang mua vào ở mức 24.900 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.270 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.550 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.630 đồng trên 1 đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 7.650.000, bán ra 7.850.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng sáng nay là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.650.000, bán ra 7.850.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.650.000, bán ra 7.850.000. PinG Hồ Chí Minh và PinG Hà Nội mua vào 7.650.000, bán ra 7.850.000. Phú Quý SJC mua vào 7.660.000, bán ra 7.850.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.660.000, bán ra 7.850.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.750.000, bán ra 7.850.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank và ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.650.000, bán ra 7.850.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.650.000, bán ra 7.850.000. SJC Huế, miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.650.000, bán ra 7.850.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.650.000, bán ra 7.850.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.650.000, bán ra 7.850.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.625.000, bán ra 7.760.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.615.000, bán ra 7.715.000. Vàng 24K mua vào 7.438,6 nghìn, bán ra 7.638,6 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.551,8 nghìn, bán ra 5.801,8 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.263,3 nghìn, bán ra 4.513,3 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.982,5 nghìn, bán ra 3.232,5 nghìn. Nhẫn tròn bốn số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7.635.000, bán ra 7.760.000. Nhẫn tròn bốn số 9 Phú Quý mua vào 7.635.000, bán ra 7.755.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.